Liên quan đến trận động đất khủng khiếp ở Afghanistan, người phát ngôn Bộ Xử lý Thảm họa Afghanistan Janin Sayyid xác nhận số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 2.445 người, song hạ thấp số nạn nhân bị thương xuống hơn 2.000 người so với 9.240 người được thông báo trước đó. Cũng theo ông Sayyid, 1.320 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Đây là một trong những thảm họa động đất cướp đi nhiều sinh mạng nhất xảy ra trên thế giới trong một năm qua sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng 2 năm 2023, khiến hơn 50.000 người thiệt mạng. Con số nạn nhân thiệt mạng nhiều khả năng còn tăng khi lực lượng cứu hộ đang nhanh chóng tìm kiếm người mất tích trong những đống đổ nát. Theo ông Janisir, hiện có 10 đội cứu hộ đang triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy giường bệnh được bố trí bên ngoài bệnh viện chính ở thành phố Herat, nơi xảy ra trận động đất có độ lớn 6,2. Người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban tại Qatar nhấn mạnh đến nhu cầu hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, nước uống, thuốc men, quần áo và lều bạt phục vụ lực lượng cứu hộ và cứu trợ nhân đạo.